đây là khu vực chợ của Bình Thành nè quý vị. Sau đây Lâm sẽ mời quý vị cùng đi một vòng chợ Bình Thành nhé. Cô, cái chợ Bình Thành này là có lâu chưa cô ha? À, bên kia phải không? Bác ơi, cho con hỏi chợ Bình Thành này mình có lâu chưa vậy bác hả? Lâu rồi. À, khoảng bao nhiêu năm rồi bác hả? 90 rồi. 90 hả? 89 à, dạ. Con đi vòng chợ. Bác ơi bán được không? Ở đây bán được không bác? Bán kỳ này bác ít dân đi hết rồi bác chặn. À, ủa giờ là nếu vậy là dân mình là đi đâu hết rồi bác ha? Là đi Bình Dương á. À, đi làm ở Bình Dương hết rồi hả? Dạ. Ủa bác, con đi vòng chợ là đi thẳng vô đây rồi. À, đây vòng đó, có khu vực có vô đó, đây vòng tới đó là hết hết hả? À. Dạ, con cảm ơn bác. Cô cái này bán được không cô? Cái này bán là ế. À ế lắm hả? Trước đây bán được không? Là gai gì hay là... Ủa cái này là gì vậy? Cái này... Ở chợ của mình có nhiêu đây thôi đó chị? Hay là còn ở đâu? Dòng dòng đó là chợ cá, chợ gà rồi đó. À chợ, chợ cá ngoài kia. Ở đây như là nhà lồng. À đây là nhà lồng chợ. Rồi rồi, em có. Ồ, chợ cá. Bữa nay có cái vụ gì đây nha? Dạ. Qua đây này cái coi. Nhìn cái coi. Hello con. Cháu hả? Hả cháu con? Cháu ngoại. À cháu ngoại hả? Ừ, em từ đâu đến? Dạ con từ Gạch Giá tới. Vậy đó hả? Bây giờ đi chương trình gì? Dạ à, không con quay các chợ để à, mà. Vậy hả? Dạ. À vậy. Hello. Dễ thương quá à. À. Dạ, con cái này bán được không cô? Dạ này bán được. Được. Bây giờ đang có công trình ở đây là thành thử ra người ta đến mua thịt cũng mạnh lắm. À nhưng mà đang có công trình người ta đi xây dựng đó. À, nên dạ. Nhân công đông, bán em. Dạ. Rồi con xin phép luôn. Rồi rồi, dạ. Bye bye. Bye bye. Nhìn dễ thương quá à. Bên em chắc lên vô tiến nè. Lên trình hình nè. Wow. Dạ. Cái gì vậy? Đây. Dạ. Ủa cô chợ mình sáng tụ họp khoảng mấy giờ cô ha? À ra 7 giờ. À, rồi khoảng mấy giờ là tan nếu mà. Giờ này tan rồi đó. Còn có tan rồi đó hả? Ừ. Vậy là 7 giờ là đông nhất hả? À. À rồi con cảm ơn. Ô chợ ở đây tiếng chốt. Hồ chợ đang tiếng hồ. Ở à. Đây chợ là chợ ma. Để đây tới chiều là chợ ma. À là không có người đúng không? Buổi sáng là chợ. Còn tối thì chợ ấy nữa. Chợ đêm quá chị. Chợ đêm. Chợ nào cái thịt kia lại. Mới dạ. Là chợ ấy quay lên đó chị. Ủa rồi hả? Quay lên có chợ đó. Chợ ấy là chợ chồng nó ngủ đó. Chợ ấy. Khép lại nó ngập hả? Chợ quay cái gì ạ? Dạ. Quay hai dịch đi. Cho con quay cái này cái đi cô. Quay đi ế gần chết cho quay nhiều quay đi. Anh quay luôn anh nó kìa anh. Gắn được kìa anh. Ế muốn chết luôn kìa anh. Quay đi. Dạ. À, có ai Zalo gia vị gửi cho con. Dạ. Trên trên YouTube cái sợi miền Tây á chị. Có cái mặt của em. Dạ. Có anh đúng không? Có em đúng không? Dạ, có cái mặt của em. Dạ bữa đó chị ơi. Wow. Anh sao bị vậy? Anh khác cái này nè. Dạ. Cái này vậy. Dạ. Này đang chơi. Dạ không không con làm cá nhân thôi à. Dạ. Không có chị này đi anh. Ủa không? 50. Ủa cá này.
Wow. Cá này cái gì? Wow. Cá này bự quá cô ơi. Cá gô quá trời bự rồi. Dạ. Cá này tôi nuôi nha. Cá nó bự lắm, cá này nè, Hương Đồng có nội nè. Cái này nè, miếng miền Tây nè. Anh thấy cái file anh nhận nè, anh mới ăn. Anh ơi, lưu động dân động nè anh. Em nói nhóc chân đồ động không nè anh. Dạ. Đó miếng miền Tây thiệt đó. Sợ gắn, anh sợ gắn anh. Dạ không, dạ không. Dạ, anh nói anh. Có cô mà nó kêu rồi trời. Quay cái gì này đi anh, thằng bả là một ngày ngủ 8 giác đó. Cô cái này có bán được không? Dạ. 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 Nói quay người đẹp đó ha, nói người đẹp đó đang ngồi về mà còn còn cái khu bên kia em chưa quay nữa mà. Thì quay cái này đi, mới tính kia. Dạ. Dạ. Wow, hết cái chợ rồi. Dạ. Wow. Quay chợ này hả? Dạ. Quay đưa lên lên mà lên YouTube đi. Dạ không, YouTube đó chị. Dạ. Ủa chị, cái chợ mình có khu vực này thôi hả? À, khu vực này sao hả? Ngày xưa đông không chị, mà sao dạo này em thấy nó hơi ế nhỉ? Thì nó vậy đó. À đó giờ luôn hả chị? Dạ. Ờ chị bán cái mấy được phát triển thôi. Mấy giờ là xong chị cái này? 9 giờ. À, ở đây chợ sớm quá ha. Dạ. Cũng như là ủa cái này là mình thuê hay là cái này là của mình luôn chị? Ở trong kia ốt là mình thuê. Ờ tháng bây giờ là cái tiền ở đây là bao nhiêu? À, một ngày thì nó 15 ngàn. Ờ một ngày nó 15, mình đóng cái quý của nó 3 tháng vậy. À rồi chị thấy là sống được không? Cũng tạm thôi chứ đồng lại bây giờ buôn bán cũng ế ẩm quá. Ế ẩm tại vì dân người ta đi mặn đó. À, người ta mặn ở xa hết hả chị? Dạ. Hồi nãy bác ấy nói đi mặn ở Bình Dương hết trơn rồi. Bởi vậy cho nên dạ. Một lần bán được mười mấy ký, giờ có 10 ký, có bữa 8 ký. Khó, bán quá. Dạ. Ừ. Vậy là em đi vòng cái này là hết rồi đó phải không chị? Hết rồi. Dạ, em cảm ơn em đi một cái ha. Dạ. Dạ, quay đầu này cái hả chị? Quay là anh về. Dạ. Quay lại liền nè chị. Dạ. Dạ để quay luôn. Em nhà về về chẳng ăn quay đó. Người đứng một tay đó là mề không anh. Đứng sai nha, đứng gần cũng nẹt đó nha. Wow, cá chê bự quá. Ủa chị, cá chê này cá chê nuôi hả? Cá chê nuôi, cá chê phi, cá chê nuôi. À dạ. Ủa trong bự quá. Cô đó anh ơi. Đây là cô cá lóc. Dạ. Đây là chị đẹp chủ đó, rất là đẹp. Miền Tây đó, trời. Trời anh ơi, đừng có 115 kg không? Còn đâu kìa, bán đâu được. Wow, thịt bò. Quay cái thằng mà quán bớt đó, quay nhiều cho em. Quay đi đi. Quay nó đó, đó, quay nó đó, quay nhiều cho em. Điều chuyện ghê chưa? Quay đây chị. Wow. Quay này đưa lên hút cho em, để Zalo luôn. Wow. Khép chính vô ông nội, đưa cho quay đi.
hai trứng nè, mới nặng ra nè. Hết đường rồi. À đây là khu vực bán gao. Dạ. Bán gao nữa bác có. Dạ. Ủa anh cái này làm gì vậy? Dạ. Lên mạng. Dạ. Chịu gì? Đưa tôi gã Hàn Quốc hay là nước Trung Quốc? Trung Quốc không chịu nghe. Hàn Quốc mới chịu hả chị? Ừ, đưa Trung Quốc nó mổ, lấy nội tạng. Ủa chị, dịch này là ký nhiêu chị? Bán con hay bán ký? À, bán ký gần. À, một ký là... 60.000 ký. Kiểm tra còn là khoảng hay gì? Dạ không, không. Không, dạ không, em đủ giá rồi. Wow. Ồ, cá này là cá sầm. À, cá sầm. Rồi, em cảm ơn. Trên mạng á. Trên mạng, trên YouTube. YouTube đó chị. Trên Facebook hả? Dạ, cũng Facebook cũng có. Dạ. Mạng xã hội á. Dạ. Dạ. Vài bữa nữa chị ơi, trên dạ. Dạ đúng rồi, là dạ. Cái này bán chắc không được lắm hả? Hả bác? Sáng tới mấy giờ? Dạ, đang chợ đây. Bây giờ là dân mình đi xa nhiều hả bác? Đi xa lên Bình Dương, Sài Gòn rồi. Dạ. Đi trở làm nhiều. Dạ. Mấy chị? Há quýnh mày đã còn. Con sẽ bán được. Mai này mình... À, cái này 8 triệu. 8 triệu. Dạ. Làm miếng cái cùng thôi đúng. Dạ. Bây giờ chợ nào thì buổi sáng bán được chứ buổi chiều dạ, đâu có bán được. Ê. Chợ của ở trên con. Chợ nào như vậy. Dạ, đúng rồi, 30/4 30/4 mà bác đi vô chợ chỗ nhà lòng là không có người luôn. Không rồi, không bán gì, bây giờ dọn dọn ngoài là được bán cá dạ, mới ra ngoài nữa. Vô đó thế máu một cân nặng dạ. Ngoài bán vậy dạ. Là bữa ở cái chợ đó cũng vắng gì luôn. Dạ đúng rồi đó bác. Được qua rồi cả mua một dạ, con đang bay phim. Dạ. Hello. Hello. Đó, đây đó, bà Liên đó đó, ngồi đến tiền. Là... Sao mắc cười? Thì tôi nói thiệt cho bà Liên ngồi đến tiền. Ủa, quay làm cái gì chạy? Quay để chạy. 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 Quay để ch
Đó, nè, đẹp trai lắm đó. Mấy tuổi rồi con? Mấy tuổi nói nghe coi, nói chị cũng nghe đi. Con 2 tuổi. Nó biết chữ không à, nó không biết nói đâu. 2 tuổi. Dạ, 2 tuổi nè. Bye bye. Ý, nghe quá. Ôi, đâu mày đứng phải ca cho chú nghe đi, rồi mày chú quay phim mày. Ca cái bãi gì? Đâu, ca cho chú nghe đi. Ca chú nghe đi, rồi chú quay phim con. Con ca cái gì? Mâm ca cái gì mà đứng nhảy cái giờ nhúng nhúng đó. Tao đứng lên nhảy nè. Mất cỡ rồi. Hello, bye bye. Dạ, em xin phép.